Một ngày không xa tôi về đây chốn quê thanh bình, có thanh đồng xanh lạ lùng, có bay bay dù xa thanh lô đây còn hoa khói bay mịt mù. Nhìn chung bình yên bỗng chẳng ngày. Xin mừng cho người dân An Giang, sáng ngày 9 tháng 9. Tỉnh An Giang đã chuẩn bị các điều kiện để đón người dân từ vùng dịch về quê, với 5 nhóm đối tượng được ưu tiên. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ông Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly tập trung tại trụ sở Trung đoàn Bộ binh 892 cũ và trường quân sự tỉnh An Giang cũ, thuộc huyện Thoại Sơn, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác cách ly tập trung và thống nhất kế hoạch, thời gian, phương án đón người dân An Giang đang sinh sống làm việc, học tập tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có mong muốn trở về địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Bí thư Tỉnh ủy An Giang ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh thời gian qua, do nguồn lực địa phương chưa đảm bảo và tỉnh đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ai ở đâu ở yên đó, nên vẫn chưa kịp đón bà con về quê hương. Nay, tỉnh đang tích cực chuẩn bị điều kiện, từ cơ sở vật chất đến các phương án đảm bảo an toàn, khoa học, sẵn sàng cho công tác đón bà con trở về quê được chu đáo hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo đó, 5 nhóm đối tượng ưu tiên xem xét đón về An Giang là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người già, trên 65 tuổi, người đi điều trị bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện nhưng mắc kẹt lại do thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh, sinh viên phải trở về địa phương để đi học. Các cá nhân thuộc 5 đối tượng trên muốn về quê cần đăng ký với các xã, phường, thị trấn nơi lưu trú hoặc thông qua các đoàn thể như Hội đồng Hương tỉnh, thành phố của mình để được hướng dẫn, tránh tình trạng tự đi về và bị buộc quay đầu trở lại. Cảm ơn quý khán giả đã xem bản tin. Một ngày mới chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ với quy mô nhỏ gọn nhẹ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là một lễ hội tâm linh với quy mô cấp quốc gia, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2021 chỉ diễn ra nội bộ, rất là đơn giản và gọn nhẹ. Đối với khách du lịch thì năm nay không được vào cúng. Riêng bà con khu vực thành phố Châu Đốc muốn vào cúng thì sẽ được lực lượng ghi giấy tiếp nhận và cho gửi đồ cúng. Và qua ngày hôm sau, bà con sẽ được nhận lại lễ vật nếu như bà con có nhu cầu muốn nhận lễ vật về. Các lễ hội của Bà Chúa Xứ như sau. Lễ hội tắm cho Bà Chúa Xứ thường được tổ chức vào lúc 24 giờ vào đêm 23 rạng sáng 24 âm lịch. Mặc dù gọi đây là lễ tắm cho Bà Chúa Xứ nhưng thực chất chỉ là dùng nước thơm nấu lên pha cùng với các loại nước hoa do tính chủ công đức để lau bụi bặm trên tượng của bà. Sau khi lau xong sẽ được thay xiêm y, hài, mão mới cho bà. Những người tham gia tắm cho Bà Chúa Xứ được ban trị sự lựa chọn để tham gia. Lễ tắm thường diễn ra trong khoảng 1 giờ. Sau khi bà tắm xong thì mọi người có thể được tự do vào chiêm bái. Lễ tỉnh sắc Thọ Ngọc Hầu về Miếu Bà. Thời gian tổ chức lễ tỉnh sắc Thọ Ngọc Hầu về Miếu Bà vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 âm lịch. Tham gia lễ hội này có các bô lão được làng cử ra và ban quản trị miếu. Khi tham gia phải ăn được ăn mặc trang nghiêm và lịch sự. Trong đoàn lễ tỉnh sắc Thọ Ngọc Hầu đi rước là đội múa lân. Sau đó ông chánh bái rồi tới hai vị bô lão cùng với các chức sách khác. Lễ túc yến sẽ diễn ra vào lúc 24 giờ ngày 25 và rạng sáng 26 tháng 4 âm lịch. Tham gia lễ hội có các bô lão trong làng, ban quản trị miếu. Khi tham gia phải ăn mặc chỉnh tề, đúng đắn. Các lễ vật cúng túc yến bao gồm một con heo trắng cạo lông, mổ bụng làm sạch nhưng chưa chế biến, một dĩa đựng lòng và máu heo, một mâm xôi, một mâm trái cây, một mâm trầu cao và một đĩa gạo muối.
Lễ xây chầu sẽ được tổ chức sau lễ túc yến và hiện được tổ chức ở hầu hết tất cả các lễ hội ở trong đình tại các ngôi làng thuộc vùng Nam Bộ. Ngoài việc thêm một phần nội văn tế và ấm phước, thì về cơ bản lễ cúng này cũng giống như lễ cúng túc yến. Vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 4 âm lịch sẽ tiến hành lễ hồi sắc để đưa bốn bài vị về lại Lăng Ông Trại Ngọc Hầu và chính thức kết thúc buổi lễ. Lễ thỉnh sắc thọ Ngọc Hầu được tổ chức sau khi hoàn thành lễ mộc dục. Thời gian tổ chức lễ thỉnh sắc thọ Ngọc Hầu là vào 15 giờ ngày 24 âm lịch. Lúc này tại miếu bà, tất cả các bô lão của làng cùng với ban trị sự sẽ tập trung tại miếu, ăn mặc chỉnh tề với áo dài thẳng đóng và xếp thành hai hàng bên tượng bà. Đi đầu sẽ là đội múa lân, tiếp đến sẽ là ông hương lễ, trong tay bưng theo khai chầu ngũ, hai bên sẽ là học trò lễ và sau đó là hai ông chánh tế đi cúng cùng với ba ông bồi tế, ba ông chấp tế, các bồ lão và đại diện của dân làng. Từng các bồ lão lần lượt đi vào lăng để dâng hương và xin phép được thỉnh bài vị. Bốn bài vị sẽ được thỉnh lên long đỉnh, đưa về biếu bà và đặt trong chính điện. Sau đó, các ban quản trị sẽ tiến hành dâng hương thỉnh an tại miếu bà và tuyên bố lễ thỉnh sắc kết thúc. Lúc này, hàng nghìn du khách hành hương từ khắp nơi về cúng bái sẽ vào khấn bái và cho đến tận khuya, thậm chí có thể kéo dài đến sáng hôm sau. Vì vậy, trong lễ tắm bà chú xứ, thời điểm đông người nhất chính là vào đại chính. Thank you.
Thank you.